Xin chào các bạn. Trong kỷ nguyên công nghệ số, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực nông nghiệp thông minh và chăn nuôi đang mở ra kỷ nguyên mới, giúp tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Hôm nay, thịt cá là loại thực phẩm giàu protein omega 3 và nhiều chất cần thiết khác cho cơ thể, không chỉ tốt cho tim mạch mà còn cải thiện sức khỏe não bộ. Đừng ngần ngại thêm cá vào bữa ăn hàng ngày của bạn để có một cơ thể khỏe mạnh nhé. Hai phần bình luận phía dưới nhé. Kết thúc video ngày hôm nay, chúng tôi mong rằng bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành nuôi cá công nghệ cao và cách thức nó mở ra cơ hội mới trong ngành chăn nuôi thủy sản cũng như cho người nông dân. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy thú vị, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.